con mang một trọng trách trong cuộc đời là phải giới thiệu về cha, về tình yêu, lòng thương xót của cha cho những người mà chúng con gặp gỡ trong những môi trường mà chúng con sinh sống. Xưa kia, Đức Maria, một nhà truyền giáo tuyệt vời nhất, vì mẹ đã mang tình thương của cha là Đức Giêsu cho trần gian. Trong giờ hành hương khi biết bệnh, hôm nay xin cha cho chúng con biết ơn thương bệnh, đem hết khả năng, sức lực để loan báo cho thế giới về tình thương của cha, về ơn cứu độ của cha đã thực hiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy mừng lên. Bà ngồi tràn đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lên tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người, và người con em đang không mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu có được thiên mẫu Chúa đến với tôi như này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều người đã nói với em. Chúng mời chúng ta cùng dâng lên một bài hát. Truyền giáo không phải là đặc nhiệm thù của riêng ai, của lứa tuổi nào, mà là của sứ mạng của mọi người, của mọi nhà. Việc Đức Maria thăm viếng gia đình ông Zacaria và bà Elizabeth vừa là việc bác ái, vừa là việc truyền giáo. Truyền giáo cũng là sứ vụ đối với Chúa Giêsu đến và chia sẻ nỗi buồn vui với người khác và việc phục vụ họ. Mẹ Maria là nhà truyền giáo tuyệt vời vì mẹ đã đem Chúa Giêsu đến gia đình ông Zacaria. Cuộc viếng thăm này không những đem lại niềm vui mà còn đem ân sủng của Thiên Chúa cho gia đình người chị họ neo đơn. Nhờ nó, Thánh Gioan Tiền Hô được tẩy sạch tội lỗi, nhảy mừng trong lòng bà
Elizabeth, lấy mẹ Maria, mẹ Hằng Giêsu trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam chúng tôi, còn rất nhiều người chưa tin nhận Chúa. Trong đó có những bà con, hàng xóm, đồng nghiệp của chúng con. Hàng ngày chúng con thường gặp gỡ họ trong công việc, trong sinh hoạt, đôi khi bên ly cà phê nóng, bên ly rượu lòng, trong những dịp ma chay cưới hỏi, trong xóm, trong làng. Thế nhưng chúng con tự hỏi, trong những dịp gặp gỡ họ, không biết chúng con có ý thức mang đến cho họ niềm vui và ơn thân của Chúa cho họ chưa? Chúng con thiết ý, chúng con chỉ có thể mang đến cho Chúa, đến Chúa đến cho họ khi chúng con có Chúa ở trong mình theo cung cách của mẹ. Đó là mang đến với họ bằng thái độ yêu thương, phục vụ, chân thành. Và khi mà chúng con cũng xin mẹ thêm sức nâng đỡ những nhà truyền giáo, những người đang hy sinh cuộc đời của mình để loan báo tin mừng của Chúa trên cánh đồng truyền giáo mênh mông. Trong tâm tình ấy, giờ đây xin được đoàn dâng lên mẹ một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh. Lạy cha như quả ba người xin hướng chết lành,
48 người xin mẹ chủ cầu cho các linh hồn, 30 người xin nhân duyên và những ý nguyện khác, và những lời âm thầm tạ ơn của những người chúng ta. Nhưng cùng mẹ Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn cha. Lạy thân thánh đồng trên Maria, mẹ ta đôi lòng mẹ ơi, đôi tên là mẹ cô đơn, con ơi và chúng con năm nay mẹ, hãy có mà xin mẹ yêu lòng cô đơn con mong mọi năm mọi lúc, để phải ta đồng năm đó, để cho bạn hỏi và khi tôi thú nhận tội nghiệp ta.
sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa nghi ngờ thương xót chúng con. Xin Chúa nghi ngờ thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi chúng con. Và vì chúng con không thể làm gì nên công trạng, xin Chúa nhận lời thánh mẫu của Đức Kitô con Chúa nguyện giúp cầu thay, mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn hoa muôn đời. Lời Chúa trong thư thứ ba của Thánh Gioan Tông đồ. Anh Theo thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Họ đã làm chứng về việc bác ái của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả vậy, quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoài. Vậy, chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc tìm và sự thật. Đó là lời Chúa. Cũng có một bà quả, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng một quả này quấy rầy mạnh thì ta xét xử cho rồi, kẻo một đấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính đấy nói vậy, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm kêu cứu người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, thầy sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngừng đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?
Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cơ thể của chúng ta cần ăn uống, nhưng một điều rất quan trọng là muốn cơ thể đó được sống và sống dồi dào thì con người cần phải có không khí để hít thở, để mà nuôi dưỡng cái cơ thể của mình, để mà máu được bơm lên não và tuần hoàn. Và đời sống cầu nguyện của con người, người ta cũng ví như là hơi thở của con người cử mình. Đời sống cầu nguyện chính là hơi thở để nuôi sống linh hồn. Và chính vì vậy, cầu nguyện rất quan trọng để nuôi dưỡng linh hồn của con người chúng ta. Có thể nói rằng cầu nguyện là vấn đề nhức nhối, bởi vì nhiều khi mình cầu nguyện, mình xin Chúa mãi mà tại sao Chúa lại không cho mình như ý mình xin, và có khi mình xin Chúa lại cho ngược lại những gì mình xin. Và chính vì như vậy nên rất dễ làm cho con người ta nản chí. Chúa ơi, tại sao con sống tốt lành, con đàng hoàng, con đạo đức, ngày nào con cũng đi lễ, đi nhà thờ, nhưng mà tại sao con xin Chúa thì Chúa lại không cho? Nhiều lần nhiều lúc mình cũng sẽ nản chí, và mình cũng nói với Chúa như vậy. Nhưng mà bài tin mừng ngày hôm nay sẽ là chìa khóa cũng như câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho mọi người chúng ta. Chúa Giêsu lấy hình ảnh rất đời thường trong cuộc đời, đó là hình ảnh của một ông quan tòa. Quan tòa là người có quyền xét xử, và rồi trong thành đó có một bà quan. Chúng ta biết rõ đời của một bà quan là như thế nào: nghèo, không có tiền, hấp cổ bé họng, nói không ai nghe, hàng xóm cũng không nghe, chứ đừng nói tới quan tòa. Và người bà không có tiền để mà chạy chọt với quan tòa, để rồi khi mà bà bị người ta hại, bà nộp đơn lên quan tòa, nhưng quan tòa đã để cái vụ án của bà lơ cho qua một bên. Nhưng mà rồi vì cái sự càm ràm, vì cái sự kêu than của bà quan làm cho vị quan tòa cảm thấy khó chịu, và cuối cùng quan tòa tự nhủ rằng dù tôi không coi Thiên Chúa ra gì, nhưng mà vì bà quan này cứ quấy rầy, để rồi tôi xử cho nó xong. Nghe bà càm ràm hoài quá, nhức đầu nhức óc quá, xử cho xong. Thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hình ảnh tâm tình của đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cũng hãy bắt chước như bà quan. Chúng ta cứ càm ràm với Chúa, chúng ta cứ cầu nguyện với Chúa, bởi vì Chúa sẽ lắng nghe và đáp lời của chúng ta. Nhiều lần nhiều lúc chúng ta xin mà không được, chúng ta sẽ dễ nản chí, bởi vì tâm lý của một con người: tôi xin cái gì đó mà không cho tôi thì tôi giận. Nhưng mà mình đã không lắng đọng tâm hồn đủ, mình đã không bình tâm đủ để mình nhìn lại cuộc đời của mình. Ông bà mình có câu nói rất hay: nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống mình hơn nhiều người lắm. Chúa ban cho mình quá nhiều ơn, nhưng mà vì cuộc đời của mình nó lăn tăn nhiều chuyện quá, mình lo toan nhiều chuyện quá, mình không nhận ra những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Thì nói tới đây con nhớ đến một câu chuyện của một cha chồng con. Ông ấy, tôi nói cho ông nghe, bây giờ ông thử đi, ông cho cái thằng hàng xóm của ông á, ngày nào cũng cho nó một cục kẹo hết á, nó sẽ rất là vui. Nhưng mà ngày nào mà ông không cho nó kẹo nữa
nó sẽ giận ông và nó trách móc ông là tại sao ngày hôm đó ông không cho nó đẹp. Và hình như cái câu chuyện đó có viết ra để cho chúng ta suy nghĩ. Một cái người nào đó ban ơn cho chúng ta, thương chúng ta lắm, nhưng mà một ngày nào đó không cho chúng ta một cục kẹo, làm chúng ta nhớ đến ngày đó người ta không cho kẹo. Và cái câu chuyện đó làm cho con liên tưởng đến hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa như là một người mẹ, như là một người cha giàu lòng thương xót ấp ủ cuộc đời của chúng ta, như già mẹ ấp ủ già con. Và như Chúa nói, ngay cả là cha là mẹ, các ngươi cũng không quên con cái của các ngươi, thì ta cũng không quên các ngươi đâu. Chúa ban cho mình nhiều ơn, nhưng mà một lúc nào đó Chúa không ban, thế là mình chỉ nhớ cái này mà Chúa không ban, và mình giận lại Chúa. Và mình nhớ đi, trong cái cung cách, trong cái tình cảm của người cha người mẹ, chúng ta đóng vai là người cha người mẹ, chúng ta nhớ dễ lắm. Con mình nó sinh tiền để chơi game, mình đâu có cho. Con mình nó sinh tiền đi mua dao chơi, mình đâu có cho. Con mình nó sinh tiền mua súng, mình đâu có cho. Bởi vì chơi dao có ngày đứt tay, chơi súng thì có ngày đi bắn tầm bậy. Và cho nó nhiều tiền quá, nó đi chơi game, nó hư. Mình làm cha làm mẹ mình biết điều đó mà mình không cho con mình. Mà nhiều khi con mình nó cũng lẫy mình, nhưng mà không hiểu được cái tầm của mình. Vì thương con nên mình không cho con mình cái điều nó xin, nhưng mà từ từ nó sẽ hiểu. Bởi vì có khi mình cho nó cái đó làm thương người nó. Và Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa là người thấu suốt mọi sự. Có khi mình xin cái điều đó Ngài cho mình, và mình lấy cái đó mình làm thương đi đời mình, thì chắc chắn Chúa sẽ không cho. Và Chúa sẽ cho mình cái điều tốt nhất. Nhưng Chúa đã từng nói là cha là mẹ, ngươi cũng không nỡ cho con cái con rắn khi mà nó xin cái bánh, cũng không thể nào cho nó hòn đá hay con bò ngạc khi mà nó xin các ngươi điều gì đó. Và Thiên Chúa cũng không bao giờ cho chúng ta điều xấu. Thiên Chúa là một người cha giàu lòng thương xót, không bao giờ để cho chúng ta phải cơ cực. Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, không để cho chúng ta phải chết đuối bao giờ. Nhưng mà chỉ quan trọng rằng cái điều mà mình xin đó có hợp lòng hợp ý Chúa hay không. Chính Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta kinh nghiệm của lời cầu nguyện. Trong lúc cay đắng nhất của cuộc đời, Chúa Giêsu nói với Chúa Cha như thế nào? Lạy Cha, xin Cha cất con khỏi chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha. Và lời xin vâng trọn hảo của Chúa Giêsu trên thập giá chính là của lễ mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn yêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha. Chúng ta vẫn đọc kinh lạy Cha, xin cho ý Cha thể hiện ý đất cũng như trên trời. Nhưng mà nhiều lần nhiều lúc mình xin Chúa không cho mình, hay Chúa chưa cho mình, thì mình đã giận lại Chúa và mình oán trách Chúa. Có bao giờ mình suy nghĩ rằng Chúa ban cho mình quá nhiều hơn là mình nghĩ không? Xin cho chúng ta trong lắng đọng, chúng ta hãy nhìn lại tất cả những ơn lành Chúa ban cho chúng ta, để rồi nếu một lúc nào đó Chúa chưa cho điều mình xin, có nghĩa là nó chưa xứng hợp, hoặc là cái điều mà mình xin đó nó sẽ làm hư mất mình đi, hoặc là cái điều mà mình xin đó nó sẽ làm cho mình bất tình bất nghĩa với Chúa và với anh em. Và đặc biệt chúng ta hãy nhìn lên bà quá để chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện với Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và khi chúng ta nhớ đến, chúng ta nuôi dưỡng thân xác của chúng ta bằng cơm bánh, nuôi dưỡng thân xác chúng ta bằng hít thở khí, thì chúng ta cũng đừng quên nuôi dưỡng đời sống linh hồn của chúng ta bằng đời sống cầu nguyện. Chỉ có trong đời sống cầu nguyện, khi đó chúng ta mới được kết hợp mật thiết với Chúa hơn, và khi đó chúng ta
mới trở thành người con của Chúa đúng nghĩa hơn. Còn nếu là người Kitô hữu mà chúng ta đánh mất đời sống cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta không nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Xin cho chúng ta trong mọi giây mọi phút của cuộc đời, chúng ta luôn luôn nhìn đến Chúa và kết hợp với Chúa Cha như Chúa Giêsu đã từng kết hợp cũng như cầu nguyện với Chúa Cha. Và đặc biệt chúng ta cũng phải xin với Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin cho thánh ý của Cha được thể hiện trong cuộc đời của con. Lạy Chúa, chúng mừng Chúa là Chúa cả trời đất biển của đạo Phật, ban cho chúng con bánh này và hoa hồng phần đất của tôi con người. Chúng con dâng lên Chúa để cho nên bánh truyền sinh tươi sống chúng con. Lạy Chúa, chúng mừng Chúa là Chúa cả trời đất biển của đạo Phật, ban cho chúng con rừng này là sản phẩm từ thiên nhiên và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên một thiên liêng cho chúng con. Anh chị em nghe cầu nguyện để thi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xưa khi người giáng sinh, đức đồng trinh của thánh mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng con. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày nhớ Đức Trinh Nữ Maria bị phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tôn hôn Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu dạy vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quảng thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ tôn linh Chúa, các tầng trời cùng các đạo binh thiên quốc cùng các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành thật tuyên xưng rằng: khi tự nguyện đồng mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị lọt vì các con. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
như thân phận mình và bá Đức Kitô để quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Đại Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước mến cùng với giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhận lời những người nhờ chúng con cầu nguyện. Xin nhớ đến các đặng linh hồn. Các linh hồn không ai nhớ đến cầu nguyện cho mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại nhà mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bạn quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào những ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các mẹ chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa và Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dân lệnh Chúa cứu thế và theo thể đức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria và được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô. Người hàng xong và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em ra về bình an. Amen.